mà. Ô tô điện mini đang dần trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại, là biểu tượng cho sự đổi mới và phát triển bền vững. Với kích thước nhỏ gọn, thiết kế tiện lợi và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị, những chiếc xe điện mini không chỉ giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn giao thông mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Hiện tại, ô tô điện mini đã chứng minh được tính khả dụng với những cải tiến không ngừng về công nghệ, từ những mẫu xe với phạm vi di chuyển khiêm tốn, pin yếu, đến nay chúng đã có thể di chuyển xa hơn, nhanh hơn và sạc nhanh hơn. Thậm chí, nhiều hãng xe lớn đang đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển các mẫu xe điện mini mới, hứa hẹn một tương lai mà chúng sẽ trở thành lựa chọn phổ biến hơn cả xe động cơ đốt trong truyền thống. Về tương lai, có lẽ không xa, chúng ta sẽ thấy những chiếc ô tô điện mini với khả năng tự lái, kết nối thông minh và tích hợp nhiều tiện ích hiện đại. Các công nghệ như pin thể rắn, sạc không dây và vật liệu nhẹ hơn nhưng bền bỉ hơn đang được nghiên cứu và có thể sẽ xuất hiện trên những chiếc xe điện mini trong thập kỷ tới. Sự phát triển của hạ tầng sạc điện cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ, mở ra một kỷ nguyên mới cho giao thông xanh và tiện lợi. Vậy liệu ô tô điện mini có thể bơi được dưới nước không? Mặc dù ý tưởng này nghe có vẻ viễn tưởng, nhưng với tốc độ phát triển của công nghệ hiện nay, không gì là không thể. Các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu về các loại vật liệu và công nghệ có thể giúp xe điện mini chống nước và thậm chí hoạt động dưới nước. Tuy nhiên, để biến điều này thành hiện thực sẽ cần rất nhiều thời gian và công sức trong việc giải quyết các thách thức về kỹ thuật, an toàn và hiệu suất. Tóm lại, ô tô điện mini không chỉ là giải pháp giao thông hiện đại mà còn là biểu tượng cho sự sáng tạo và khả năng không giới hạn của con người. Tương lai của chúng rất rộng mở, và ai biết được, có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy những chiếc xe điện mini bơi lội dưới nước, mang đến một cách di chuyển hoàn toàn mới cho thế giới.